hôn chồng mấy năm rồi. Có mấy đứa con rồi? Dạ một đứa. Trai gái? Con trai em học lớp 11. Lấy chồng bao nhiêu năm thì chia tay? Em lấy chồng 5 năm. Em chia tay là con em chừng khoảng 3 tuổi. Chồng em không có lo làm với cờ bạc này. Ông này bên này ông không có cờ bạc cho nên lần này đừng lo nữa. À, bên kia người ta hút phận nó đưa đẩy, người ta có đứa con lớp 11 là lớn lắm rồi. Dạ. Mà có lo lắng gì không? Không, em đeo bên em là được rồi đấy. Em thích con như cháu em từ trong á. À. Người ngoài em từ trong á. Vẫn chồng đúng không? Dạ. Chồng họ thì cháu còn chồng lại tới chị. Đúng rồi, mình chồng họ thì họ sẽ chồng lại. Dạ, em muốn người đàn ông là biết lo làm ăn. Làm ăn quá giỏi. Nhưng mà ở xa quá. Không, ở Hà Tĩnh bay cái vèo tới rồi. Em về nè, một cuộc tình lãng mạn cưỡi tru đi. Dạ, em đau Việt Quân ạ. Em sinh năm 1975, sinh sống tại Hà Tĩnh. Làm nghề trang trại chăn nuôi và trồng rừng. Được bao nhiêu hectare? Gần 20 hectare. 20 hectare? Wow, chăn nuôi cái gì? Chăn nuôi trâu bò. Trâu bò, được bao nhiêu con trâu, bao nhiêu con bò? Mà vừa nhiều chứ chưa thấy em chứ có vừa thấy em trong 10 con đó. 10 con? À 10 con đấy. Mình đang ở Hà Tĩnh là ở huyện nào? Hương Sơn ạ. Hương Sơn, Hà Tĩnh. Dạ. Ờ, mình ở đó với ai? Em ở với mẹ. Với mẹ? Dạ. Rồi mấy anh chị em là đi lấy chồng lấy vợ hết chồng hả? Lấy chồng vừa đó. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em xin kính chào anh Quyền Linh, kính chào chị Ngọc Lan, kính chào anh bạn bên cạnh và chào các quý vị khán giả. Em là Nguyễn Kim Bảo, sinh năm 1976, đến từ Phú Điền, Tân Phú, Đồng Nai. Hiện em làm công việc là uống tóc và trị liệu bấm huyệt. Chị Kim Bảo sinh năm 76, uống tóc bấm huyệt và vật lý trị liệu. Thầy Quân nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Bảo nghe đi. Em ưu điểm thì chiều không thuộc không. Em hát cái này có thể hơn nhưng mà nói kém hơn ít. Ủa vậy đó hả? Hát được hả? Hát cái con hát gì nghe coi nè. Cho nó khơm khơm với coi. Xin chào chương trình hát ba được thảo mau tỉnh. Rồi bắt đầu. Chiều hoàng hôn tim ca dòng sông hay quá đỏ neo bên mới mà nhớ em xót xa trong lòng người em sang sông quên lời hẹn ước chỉ lại mình anh mênh mông sông nước còn xa số lòng sao bay theo pháo nổ rượu nồng. Trời ơi, sao mà nức nở quá vậy? Dạ, chào anh. Sao mà anh hát nức nở dữ vậy anh? Anh có nổi lòng gì không? Dạ, em cũng có nổi lòng. Có nổi lòng lắm hả? Dạ. Nổi là nổi sao, lòng nổi sao? Nổi sao? Dạ, em có mù chì với em khi nó nhỏ là đi một lạc là đi có kiếm anh Quyền Linh với chị ạ. À, đi mót lạc là coi phim anh Quyền Linh à? Về với tuổi thì nó có cơm ăn ạ. Thì ra coi anh Quyền Linh. À coi để đỡ đói đó hả? Trời đất ơi. Bây giờ cuộc sống đỡ chưa? Em ổn định rồi. Là bây giờ là hết nỗi lòng rồi đúng không? Hết nỗi lòng đấy. Dạ. Là có bạn gái chưa? Em chưa. Từ đó hồi đó tới giờ chưa có mối tình nào hết. Có quá quá cái chị ạ. Chưa đẹp thì trêu rồi đấy. À tức là thấy đẹp đẹp thì trêu thôi chứ chưa có yêu ai hết. Dạ. Ta nuôi trâu bò trong rừng không à? Tội nghiệp quá vậy nè, trời. Thấy chưa, ta chân chất chưa? Bữa nay ta đi tìm người yêu mà mang đôi dép. Trong cái nặng em ngồi xe này em nó đi dây có giày vô mang dép cho nó thoải mái được rồi. Dép này là cũng mắc tiền lắm à. Cũng lịch sự rồi. Giờ em dép thải em mua em về Tân Lao mà gần trước tiên em gửi cho ban đi xe xe lao về mua dép bên Thái gửi bạn bên Lào mua dép Thái. Dạ. Ủa sao kỳ vậy, sao không gửi bạn bên Thái mua dép Thái mà gửi bạn bên Lào mua dép Thái? Mua bạn dép Thái rồi mua dép Thái bên Lào, bữa nào qua Thái mua dép Lào. Dễ thương quá trời luôn á. Nói chung là bên nhà trai dễ thương lắm, coi nhà bên gái nhà trai sao? Dễ thương mà nói thì hơi khó nghe tí. Người Hà Tĩnh ở Hương Sơn ảnh nói hơi khó nghe. Nhưng mà hát rất là rõ, dễ thương. Trồng cây nuôi trâu bò thôi nhưng mà trắng tươi như công tử. Ừ. Bây giờ nè, em gái ưu điểm khuyết điểm mình là gì? Cái ưu điểm của em là làm tiệm tóc, chuyên tạo mọc tóc với bấm huyệt trị liệu. Bấm huyệt được đúng không? Dạ. Hồi đè ông bấm huyệt cái coi ông mở lại đây ông khỏi còn về nuôi trâu bò luôn á. Ông đem trâu bò về đây nuôi. Đường tình duyên mình sao? Em ly hôn chồng mấy năm rồi. Có mấy đứa con rồi? Dạ một đứa. Trai gái? Con trai em học lớp 11. Lấy chồng bao nhiêu năm thì chia tay? Em lấy chồng 5 năm. Em chia tay là con em chừng khoảng 3 tuổi. Chồng em không có lo làm với cờ bạc này. Ông này bên này ông không có cờ bạc bên cho nên lần này đừng lo nữa. Không rượu chè, không thuốc lá gì hết. Dạ. Rất là dễ thương luôn đúng không? Dạ. À bên kia người ta hút phận nó đưa đẩy, người ta có đứa con lớp 11 là lớn lắm rồi. Dạ. Có lo lắng gì không? Không, em đeo bên em là được rồi đấy. Em thích con như cháu em từ trong á. À. Người ngoài em từ trong á. Vẫn chồng đúng không? Dạ.
trồng họ thì thảo còn trồng lại tới chị. Đúng đó. Rồi, mình trồng họ thì họ sẽ trồng lại. Có giờ mình cứ nuôi trâu bò trong rừng vậy đó hả? Dạ. Nhiều nhất là lần mấy con? Em nuôi nhiều nhất là không sầu con trâu. Hai con sáu con trâu. Dạ. Mà người ta gọi là ở nghề Hà Tĩnh còn gọi con trâu á đúng không? À con trâu đó, con trâu. Con trâu á. Ở như Hà Tĩnh con trâu. À, con trâu đúng rồi. Nuôi 26 con trâu. Thật ra nha, nếu mà mặc đồ dày đi tưởng đâu công tử không á. Đúng rồi, tắng da tôi, dẻ láng mịn. Mang dép cũng mua đen lắm chứ bộ. Đó. Bây giờ đâu ai biết mua. Em tùy thì mới ai đoán được em mày tùy. Không đoán được ảnh nhiêu tuổi mà không đoán anh là người nuôi trâu. Rồi bây giờ là muốn vợ sao? Em lấy vợ như thế em mệt buồn lắm, buồn bại rồi lên là được con gái đi. Còn cần chí cáo. Mét 8 được không chị? Bên này mét 8 lận. Lấy mầu với chị tiếng Mai Lan làm được. Chứ em lấy cái chí lấy mầu á. Người ta không lấy chi người mẫu. Được, vậy là mong muốn bình thường thôi. Yeah. Giờ mình lấy vợ gì là làm gì sống nè? À, em chỉ có nấu ăn cho em được, em trang trại em một mình em làm được. Em trông kéo là thuê công nhân họ trông nhé. Họ trông keo. À, đến khi chăm sóc cỏ là cũng thuê. À, thuê hết. Hết hết. Mình coi như ông chủ rừng đó. Giúp là lấy vợ về chứ, vợ quản lý cái tiền cho vợ quản lý mà lấy thôi. Lấy vợ về là chỉ cho ông cho quản lý thôi. Một con trâu giờ giá nhiêu? Mọi bữa thì đặt chứ dư thì còn lại phải 40 triệu thôi. 40 triệu con trâu. Mọi bữa em bán một con 60 triệu. Dữ vậy? Dạ. Rồi, nói chung là đây là kinh tế khá ổn định. Giàu luôn á chứ khá. Khá luôn. Một con trâu là 60 triệu. Đó. Mà có 26 con trâu là nhơ lên đi. Dữ dằn lắm. Trù. Bây giờ nè, nhà gái mong muốn có người đàn ông như thế nào nè? Dạ, em muốn người đàn ông là biết lo làm ăn. Làm ăn quá giỏi. Nhưng mà ở xa quá. Không, ở Hà Tĩnh bay cái vèo tới rồi. Em về nè, một cuộc tình lãng mạn cưỡi trâu đi. Nhà trai tôi số 1 luôn. Hay quá, nam bị dai vậy. Em đi với em nói em con gì đó. À, con gì mẹ, rồi? Mẹ, anh nữa là em mẹ nha em. Rồi, biết à, rồi. Mẹ của anh đó là em của mẹ ảnh. À, hai chị em. Rồi, bây giờ mời đại diện nhà trai ạ. Nhà trai góp ý cái coi. Em là Nguyễn Quang Phú, đồng hành cùng anh Quân ra để tìm bạn đời. Cái duyên cái số á, thì biết đâu là anh chị là trao duyên cho nhau thì có thể là thời gian tìm hiểu. Anh chị cố gắng lên cho nhau, bấm cho nhau. Rồi, cảm ơn anh. Nhà trai. À, nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, em đi mình. Rồi, để đó, có ông mai cũng lo cho. Dạ, em cho em nói, kêu đi anh Quân lên với chị Ngọc Lan nè. Dạ. Em biết nữa là khi nhỏ là mẹ với bố núi đó nè. Đến trường thanh là em nuôi em nè. Như cái phân cuối là anh nuôi. Rồi vậy nè. Em bảo đảm ấy. Tuyệt vời. Tức là nhỏ là bố mẹ nuôi. Đúng rồi. Đến tới bây giờ tới lớn là anh nuôi. Mẹ cũng lo. Tới lớn là em nuôi là lớn nuôi anh. Em làm được anh là em nuôi em. Như đến cái khúc cuối gặp anh. Khúc cuối gặp em á. Là gặp... lo hết. Là giống như người ta hay nói là cuối đời gặp Lan đó hả? Đúng rồi. Rồi giờ cuối đời gặp Quân. Dạ. Yeah. Mở ra. Đúng rồi. Bắt đầu nha Quân. Đó. Trời ơi chuẩn bị bó bông đẹp quá. Dạ. Yeah. Tôi anh quên đến cái tăng nhanh. À cái tăng em. Em một cặp đôi đồng hồ, em một cái, anh một cái. Chu đáo quá trời luôn. Đồng hồ cặp đàng hoàng chứ bộ. Dạ yeah, cặp đấy gì ạ? Ai nói ổng đu tru đâu. Tưởng đâu là công tử Bạc Liêu không á. Mà con cũng có món quà xin tặng anh. Dạ dạ cảm ơn. Còn gì có bao thơ nữa đây. Dạ dạ có tiền có tiền. Có tiền trong. Không một coi được không em? Dạ được. Có cái dạng kia nữa có tiền đấy. Có dáng hả có dáng. Có tiền thì dạng đi nữa. Nghe nè người ta đứng gần bạn gái giùm cái đi. Tự nhiên hai ông đi qua bên đó mở bao thơ kiểm tra luôn có tiền không? Tính chia. Tính có chia tiền. Bài thơ. Thôi được ta phải bỏ tiền túi ra rồi bài thơ anh ạ. Em tặng anh một bông thơ của em. Sông nước hữu tình, có thác suối mơ, có đá chữ thập, có đầm hoa sen. Nếu anh đã chọn em rồi, mời anh một chuyện cùng theo em về. Được anh. Về. Về không? Về, mời là về. Con này là gì đây? Hỏi con này là gì? Dạ, mở rái tay á. Mở rồi, cái bác nằm xuống lấy rái tay. Bây giờ khoan. Bây giờ để bao bông ở đằng kia đi. Cứ ngồi im rồi đó. Đi đường xa xôi đúng không? Dạ. Bước qua em bấm quyệt cho cái tỉnh kìa. Đó, đúng rồi. Nếu cần cho lấy rái tay luôn, bấm đi em. Em nói cho anh nghe. Em làm bên bấm thì trị liệu phải không? Thí dụ như em làm là gặp nhiều khách nam là bệnh nhân á. Khi mà em bấm như vậy á, anh có ghen không? Đúng, rồi rồi nguy đúng. Không có gì đúng không? Không có gì là ok. Anh cảm thấy được rồi đấy ạ.
Có lấy rái tay không? Không. Lấy rái tay luôn. Em tặng thôi chứ em không biết đấy. Không biết lấy hả? Dạ. Lấy là điếc luôn á. Rồi, mời em gái về kia, công tử Hà Tĩnh nha. Câu chuyện bắt đầu. Cho em hỏi anh là quê em á là ở thị xã, cách quê anh rất là xa. Về mặt địa lý thì anh thấy sao không? Uống cà phê chiếm phần đi gì đó. Em ở Đông Nai à? Dạ, khu du lịch Xuân Mơ, cách nhà em 4 cây. Bây giờ hẹn hò chắc cũng dễ, thông qua mạng xã hội ha. Vấn đề coi mình nói chuyện có cái hợp tình hợp lý không nè. Bây giờ mình trao đổi đi. Thí dụ giờ lấy nhau về, em hỏi đi. Lấy nhau về em có chịu về Hà Tĩnh nuôi tru với anh không? Em quê ở Tây Ngành không? Em á là hiện giờ là con đang học lớp 11 á. Cho nên là đi thì cũng phải từ từ. Ví dụ như là đường xá xa xôi thì em xây xe lắm. Chứ anh vô thì được. Em có con rồi anh có ngại không? Không ngại, con này càng thích. Con em cũng không có ba. Anh làm ba chứ được. Anh chưa vợ, làm ba là áp lực nhiều quá nha. Không có gì hết. Còn như em á là làm tóc cho nên là không có thời gian nấu ăn nhiều đâu. Không, em cũng có nấu ăn thì em phải lót. Còn nhẫn hò nấu cho mấy anh nột. Vậy ok. Mà anh nấu tốt. Ai nấu cho em ăn là anh được, anh rồi, nấu cho em ăn là tuyệt vời. Mẹ của anh lớn tuổi chưa? Tầm mới rồi. Bằng mẹ của em á, mẹ em cũng 80 nhưng mà mẹ em vẫn bán cà phê. Mẹ nhà anh đang khỏe nhưng mà không phải làm gì ạ. Dạ. Bạn gái sở thích em đi thích cái gì ạ? Em gì thí dụ như anh tặng gì em cũng thích á. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ Quân bước tới đây chút xíu coi nào. Em gái lại đây. Nó mộc mạc thế này, dễ thương thế này. Lâu lâu nắm tay gái thấy sao? Dạ, cũng có thấy lanh lanh tí gì. Bây giờ này. Hát một bài gì, Hà Tĩnh gì cho bạn gái nghe coi. Bạn gái ở miền Đông Nam Bộ. Phúc Tâm Tinh Hà Tĩnh nghe. Đúng rồi. Đi mơ đi cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta, những cánh đồng mũi trắng, tình sâu mang nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng, nên chỉ giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về, tình ấm vang sông vỗ, ai đi xa mô đó biết có lấy đường về, đường Hồng Lộc, đường Khe Giao, đường Hồng Lam đeo ngang Linh Cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần, giặc điên cuồng trút hàng loạt bom rơi, mà đường hiên ngang vượt qua sông qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Hay quá. Trời ơi, hay quá. Sao em thấy cả dạ, giờ... hát rất hay anh. Nhưng mà giờ nãy giờ nói chuyện em thấy ảnh sao nói nghe coi. Em thấy anh cũng được. Nhưng mà em nói anh nghe, thì qua cái lớp phấn son này em xấu lắm, không có được đẹp như vậy, thì anh có ưng không? Không được, anh tuổi anh chưa có tròn nữa rồi. Mà đang tình cảm bây giờ mà sống ra về ta táo lại còn đẹp thêm. Bây giờ mình nói nhau chút xíu đi, ví dụ giờ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ? Em thỏa thuận với người này coi. Tiền bạc thì em thì còn lấy ít thôi, lên đem cho vừa quản lý thôi. Em có con người quản lý chứ. Lấy ít lấy nhiều. 1 triệu thì lấy phải lấy 300. Người lấy hả? 1 triệu lấy lại 300 hả? 30% á. Nhiều quá. Ít thôi. Ít thôi. Thì vừa lấy nhiều làm gì? Còn người ơi, tiêu phải có trông cho vui với bạn bè chứ coi ăn. Vợ lấy nhiều làm gì? Lấy nhiều sẽ nhẹ. Ôi, ở nhà có chơi nữa không? Nhà mới xây nữa đâu. Có nhà luôn rồi. Con học lớp 11 rồi, 1 năm nữa là 12, là coi như nó đi học đại học là nó tự lo cho nó. Là chị lo cho cuộc sống của chị đó, chị đi lên trên này, chị ở cùng với anh. Đó, còn khỏi mà ồn đó thì hàng còn chăm sóc thôi chứ bình thường ở Sài Gòn nó đi học mình, thôi. Anh cứ linh rồi đấy, anh có cạnh nó cho váy mới thoải mái chứ. Ok, rồi bây giờ mình ngồi ghế đi được rồi. Quân để tay nút bấm đi Quân. Thích thì bấm nha. Dạ. 1 2 3 bấm ngay từ đầu rồi, để vô là bấm rồi. Rồi, chính thức mình hẹn hò với nhau. Nè, nắm tay vậy nè Quân. Vậy nè. Nắm vậy nè, nắm vậy nè. Nó chưa, không bao giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Kêu làm gì không nắm vậy nè. Nè, đây nè, coi nè, coi nè, coi nè, Lan nè. Đây nè, đây nè, đó. Dễ thương quá à. Rồi, bây giờ tới nhiệm vụ của Quân nè. Hung cái hung đầu tiên rồi nè. Dễ thương dễ sợ luôn nè. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Thúy Thực. Năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là điều dưỡng chuyên ngành phụ sản ạ.
Em quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Trước tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Trung Thông, 28 tuổi, đang công tác ở sư đoàn 302, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Hai sao một gạch. Này là trung quý, đúng không? Hay quá, anh Linh hay em quá. Em làm nhiệm vụ gì hả Thông? Dạ, em thì bên quản lý kho. Kho đó có gì Thông? Kho đạn hả? Dạ không, kho về quân trang, quân nhu. À, tức là quần áo. Dạ. Rồi gì nữa? Son nồi các kiểu. Vậy là bên... Thông quê ở đâu em? Dạ em thì gốc thì ngoài Ninh Bình chị. À. Còn nhà thì đang ở Vũng Tàu. À, giờ đi xuống Bình Dương nó cũng hơi mệt đó nha. Khoảng cách nó cũng gần. Gần không? Thì nó xa hơn khoảng 10-15 cây thì mình đi được. Trời, bộ đội mà có nhiêu đó mà lo cái gì, sức khỏe nhiều mà. Rồi bây giờ em gái mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Sở trường của em đó là ngủ nướng đó. Ngày nghỉ thì em ngủ nhiều đó. Em ngủ đến khi nào mà cảm thấy là người mình cảm thấy giống như kiểu là không còn năng lượng nữa thì bắt đầu mới dậy kiếm đồ ăn để ăn nữa. Trời ơi. Còn ưu điểm của em đó là tính tự lập cao. Cái là sở trường đó hả? Dạ. Còn cái khuyết điểm của mình là gì? Em không biết sao mà em nấu ăn thì một mình em ăn thì được, nhưng mà xong rồi nấu cho mọi người mang lên cho đồng nghiệp ăn thì hay bị chê. Em không biết là do không hợp khẩu vị hay là do em nấu dở nữa, nhưng mà em ăn thì em thấy được. Em ăn được là được rồi, không sao, kệ ai anh chê. Anh nghe cái chê. Sở trường với cái điểm, khuyết điểm của em là anh thấy ấn tượng rồi đó. Còn bạn trai là dễ gần lắm, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Còn khuyết điểm của em ấy, thì chắc là trong cái giao tiếp, tức là giao tiếp với các bạn nữ thì nhiều khi là mình yếu về cái lĩnh vực đó. Tức là hơi nhát gái, gọi là nhát gái đó. Có... Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì có hai mối. Hai mối rồi, ý là nhát rồi đó. Cái mối dài nhất là mấy năm? Dạ, hai mối bằng nhau. Hai mối bằng nhau? Là ba năm. Trời, hai mối ba năm tức là sáu năm yêu rồi đó. Tại sao chia tay? Chia tay mối nào ạ? Thì cộng lại hai cái để mình rút kinh nghiệm á. Thứ nhất là tư tưởng không hợp nhau. Mới đầu thì có thể chung, nhưng càng về sau ra thì mỗi người xác định cái tư tưởng khác. Nhưng mà tại sao 3 năm như vậy, tao không xác định tư tưởng từ ngay những năm đầu đi, mà để đến năm thứ 3 tao mới biết tư tưởng là khác nhau. Thế mới gọi anh, nó mới cắt lối vào đó. Thấy chưa, các bạn cứ yêu nhau mà không hiểu gì nhau, cho nên cứ nhào vào yêu. Xong đến gần cuối chúng ta mới tìm ra, ô tụi mình không hợp. Có đôi khi mất một khoảng thời gian rất dài với nhau. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình cần rút ra. Bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em thì mối tình chính thức là chỉ có một thôi ạ. Khoảng thời gian em đang đi học ấy thì yêu được 3 năm, chia tay thì cũng được khoảng 4-5 năm rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Tại vì yêu cái lúc đó là đang còn trẻ quá, chưa có kế hoạch định cho tương lai gì hết. Bây giờ mình đã chín chắn hơn chưa? Dạ có lẽ là rồi. Có rút được ra những kinh nghiệm trong tình yêu chưa? Kinh nghiệm thì tại vì hồi đó yêu đang còn trẻ nên là chắc kinh nghiệm ít. Bây giờ nếu mà tìm một người yêu nữa thì mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Giống như kiểu là có thể làm điểm tựa cho mình được ấy. Người đó chín chắn, biết suy nghĩ, biết quan tâm lo lắng cho gia đình, thông cảm cho cái công việc của em nữa. Em có hay trực đêm được gì không? Của em thì không có trực đêm ạ. Nhưng mà em làm thì mất tốn khá nhiều thời gian, buổi tối mới về được. Thứ bảy chủ nhật mình vẫn nghỉ chứ? Dạ không ạ, chỗ em làm thì thứ bảy chủ nhật không được nghỉ. Nghỉ một ngày bất kỳ trong tuần thôi. À, như là cũng có được nghỉ một ngày. Vâng. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai nó nhiều, tự cao nhiều quá đấy. Tự tin về bản thân thái quá nên đâm ra là tự cao là em không có thích. Bạn trai thấy mình được bao nhiêu phần trăm của cô gái đưa ra? Em tự tin từ 70-80%. 70-80 ha. Có tự tin thái quá không đó? À không đâu chị ơi, em hả? Chắc luôn chị. Bởi chắc. Vì là đồng chí bộ đội này nói cũng đúng đó, về kỷ luật quân đội rất là gọi là chắc đúng không? Rồi, vậy chứ bộ đội muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, hình mẫu bạn gái em thì chỉ cần biết là cách ứng xử với nhau thôi. Trong cuộc sống này có những cái ví dụ như nó không được suôn sẻ thì mình cứ ứng xử ra ngoài đường với nhau vậy, đừng có dạng nói to tiếng với nhau, có chuyện gì thì về nhà mình nói nhỏ nhẹ với nhau thôi, giao ban riêng. À, giao ban riêng thôi chứ đừng có la lối ầm sầm ngoài ha. Người ta bảo là cái nết nó chết cái đẹp chứ. Có không chứ, mấy người ông nhìn nó phải đẹp rồi nha. Đẹp thì ai chẳng muốn, nhưng mà mình phải coi tính nết hợp chứ. Nhiều khi đẹp cái tính không hợp mình thì à, chứ là quan trọng cái tính hơn ha. Dạ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn ha. Được rồi, nếu được khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em yêu với em thì khoảng 1-2 năm nữa. Có yêu cầu gì nhà trai nữa không? Chị qua coi nè. Em không thích bạn trai mà hút thuốc, rượu chè cờ bạc. Rượu chè cờ bạc, nói chung là tứ đổ tường. Dạ vâng. Bạn trai có dính cái món nào không? Rượu chè cờ bạc, trai gái hút sách. Thì mỗi nước hút nữa thuốc em không hút rồi. Ừ, được. Còn cái khoản bia rượu thì do xã giao chắc cũng phải có. À, chuyện đó là quán triệt tư tưởng rồi.
không có gì được phải lo hết. Tóc dáng bây giờ có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Không, chỉ cần bạn nam cao trên 1m65 thôi. Tức là nhìn một cái là mình có cảm tình ngay, cười tươi. Biết cái cảm tình của em là như thế nào? Tức là nhìn vui vẻ là được. Anh cười tươi. Móng tay. Không để móng tay. Móng tay móng chân là em bộ đội mà sao để móng tay được? Đừng lo mấy chuyện đó. Chào chị. Bàn tay kiểm tra. Đấy. Không có móng tay, sạch sẽ gọn gàng. Mặt nhìn vô có cảm tình, mình nghiêm chỉnh. Cao 1m mấy? 1m65. 1m66. 1m66 dư 1 phân. Được luôn. Hợp lý. Hên, hên. Nếu được chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu được thì sang năm. Sang năm. Vâng. Cơ sở thì ở nhà cũng đã chuẩn bị một phần cho em rồi. Cơ sở gì? Về cái vật chất để mình đám cưới đó chị. Rồi. Em hình dung nãy giờ cổ là như thế nào? Chắc cũng xinh xắn và chiều cao chắc là tầm khoảng 1m55. Hai nữa là về cái cánh nói thì chắc là người có là tự lập. Cái gì cũng được á, chỉ có cái ngủ mà chừng nào hết sức mới dậy đi kiếm gì ăn thôi. Được không? Ngày nghỉ là bạn nói là nghỉ vô cái ngày không phải cuối tuần mà những ngày đó thì em không ở nhà nên chắc thoải mái. Tính toán quá ha, hay quá ha. Rồi, một chàng trai rất dễ thương. Đến qua xem bên đàn gái thế nào nha. Bộ đội là yên tâm rồi. Ừ, chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Em có cảm tình với mấy anh bộ đội không? Sẽ có chứ. Tại vì bên bộ đội, bên quân nhân là mình nhìn thấy là cái cảm giác nó như là kiểu được an toàn ấy. Đúng rồi, rất là an toàn, vậy khỏe rồi. Mà không biết là có an toàn thật không thì em chỉ cần cảm giác vậy thôi. Chút xíu á, anh ở nhà một sếp nào để coi cái độ an toàn nó như thế nào á. Quan trọng là kiểm soát được con tim thôi. Hôm sau về nhà em sẽ cố gắng quản lý. Hôm nay phía nhà gái mình đi với ai nè? À, hôm nay thì em đi với chú và thím. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả trong khán phòng. Nói chung là trong quân đội thì chắc là ok. Chú chấm là được 7 điểm. Chương trình đã tạo cho hai cái đứa cái duyên để gặp gỡ ở đây rồi. Còn cái phần số thì xíu nữa ra ngoài hai đứa thì từ từ tìm hiểu. Cho chú hỏi là bạn có thể uống được khoảng bao nhiêu chai bia? Về uống với chú á. Bia thì cháu uống khoảng 5 đến 4 năm. Tại vì chú uống cũng không nhiều, nhưng mà lỡ may mà sau này đến thăm chú thím chẳng hạn, hoặc chú thím đến chơi mà mình chú uống thì cũng không được. Uống nhiều quá thì cũng không tốt. Nên là biết chú chúc là tốt, nhưng cũng không nên quá. Vậy là cũng có điểm hợp với chú rồi đó. Rồi, em trai đi với ai? Ông. Dạ em đi với anh ruột em. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em tên Thành, là anh trai của Thông. Thì ở nhà Thông là một người sống rất là có trách nhiệm với gia đình. Đặc biệt là Thông rất là thích chó với mèo nữa. Thấy là bạn nữ khá xinh xắn, dễ thương, nói chuyện thì rất là hợp ý với Thông. Hy vọng là hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Có sếp ở Thông đây không Thông? Ôi, sếp nào của dạ, Thông có. Rồi cho anh gặp sếp Thông. Kính thưa anh Quyền Linh với chị Cát Tường, thấy là cơ bản thuận lợi. Một là em là làm bên điều dưỡng, thì sau này có điều kiện thì xin về dưới chỗ cơ quan đồng chí Thông đóng quân ấy, xin vào bệnh viện huyện, hoặc là có thể có điều kiện thì xin vào trong quân đội làm bên ngành y tá, y sĩ thì cũng là tốt. Đấy, còn một cái điểm yếu của em nữa thì chắc đồng chí Thông cũng khắc phục được, đó là nấu ăn dở, vì đồng chí Thông là chuyên nghiệp về nấu ăn cho bộ đội. Cuối cùng chúc hai em là sẽ nắm tay nhau, chia ngọt sẻ bùi và đi hết cái cuộc đời của mình. Xin hết. Hay quá sếp ơi. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi. Kéo màn. Nói chuyện đi Thông. Có món quà tặng em. Em cảm ơn ạ. Trời ơi, đẹp quá. Trái tim mà làm bằng lựu đạn hả? Làm bằng đạn, viên đạn chứ không phải lựu đạn. Trái tim hình viên đạn. Đúng rồi. Anh chào em. Em ơi, anh trai. Trước tiên thì qua nói chuyện thì anh thấy em cũng tương đối gọi là hợp với cái mẫu anh chọn. Cái phần nấu ăn dở là không có hợp luôn ạ. À không sao, cái phần đó thì có thể anh dạy kèm thêm. Hoặc là anh trực tiếp anh làm. Vâng. Cái việc đó thì đơn giản thôi. Từ chỗ anh mà lên chỗ em thì chắc là cũng hơi xa đấy. Không, Bình Dương. Bình Dương chỗ nào em? Em ở chỗ Mỹ Phước. Khi mà đã thích với nhau thì xa mấy cũng đi được không? Em hy vọng là được. Chúng tôi đã có những cặp đôi là cách nhau cả ngàn cây số cũng đã lấy nhau rồi đấy. Thì các bạn yên tâm điều đó. Quan trọng là các bạn đủ yêu thương hay không, tình yêu có thăng hoa hay không thôi. Chúng ta có thể nói một chút xíu về tương lai của hai người, nếu như đến với nhau người ta sẽ như thế nào? Có thể một mình sẽ tạo là xin cho bạn nữ chuyển công tác với em, hoặc là em sẽ chuyển công tác vào trên đó.
công việc hiện tại thì em đang làm vậy thôi, chứ em cũng không có, chưa có xác định là sẽ ở Bình Dương. Thì nói chung là cái đó là quen đi rồi em mới xác định là sẽ ở đâu. Nghĩa là anh ở đâu em cũng có thể đến ở chỗ anh được, đúng không? Đó, sau này hai người lấy nhau về sinh con đẻ cái hay sao? Rồi kinh tế trong gia đình ai quản lý, tiền bạc ai quản lý? Bàn với nhau luôn đi hai em. Cái về quản lý thì chắc để nữ chị. Tại em nhiều khi em tiêu hoang lắm. Em đi ngang qua gì em thấy thích là hứng mua. Mua xong cái về là kêu, ô sao mình, tự nhiên mình mua đó là về làm gì? Lại tiếc. Nhưng em đôi khi cũng vậy đấy. Không xài tới. Tính của em đôi khi cũng thế. Rồi đó coi. Hai người lấy nhau đi có làm như tiền gửi tôi giữ giùm cho. Nhưng mà em nghĩ là nếu như khi mà có gia đình rồi thì mình sẽ cân nhắc cái chuyện đấy hơn. Anh và em thì trước khi đến đây là hai người là xa lạ. Nhưng mà sau chương trình này chúng ta biết nhau thì anh mong giữa anh và em sẽ cho nhau cái cơ hội là tìm được một nửa người của mình. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trái tim quen. Trái tim mang hình viên đạn. Nắm tay nhau nào. Đẹp đôi đó nha. Đó, mọi người nói gì đó? Đã nghe hiệu lệnh từ phía dưới. Được không? Cảm giác sao không? Lần lần. Lần lần. Giống như năm sáu chai bia vậy đó. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Em xin chào hai họ đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, tên của em là Vũ Thị Lựu. Và em còn một cái tên thứ hai mọi người thường gọi em đó là Thu Áo Dài. Thu Áo Dài. Năm nay em 42 tuổi. Công việc của em là chuyên may thời trang áo dài ạ. Vậy hả? Là Thu Áo Dài. Dạ. Là chuyên may áo dài. Dạ. Chào hết tất cả mọi người mà đối tượng của mình bển thì không chào. Em nhớ nhắc lại em chào đi. Dạ, em xin chào anh bên kia ạ. Rồi, xin mời nhà trai ạ. Giới thiệu em tên là Bùi Đăng Tứ. Tên thường gọi là Tứ Diện. Em năm nay 42 tuổi. Quê quán ở ngoài Ninh Bình. Em vào đây được 4 ngày rồi. Em xin chào chú anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn gái cùng chơi và toàn thể khán giả. Tức là quê em vẫn ở Ninh Bình. Vâng. Em làm Ninh Bình luôn. Vâng. Làm gì vậy Tứ? Em hiện tại ở nhà đang cơ sở kinh doanh một cửa hàng vật liệu xây dựng, hoàn thiện nội thất đấy. Và kinh doanh nhà đất. Nhà đất luôn. Bây giờ mình vào đây tham gia trình xong mình về ngoài đó ha. Còn em gái bên kia là ở đâu nhỉ? Dạ, quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Hiện em đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại em làm tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Làm gì em? Dạ, em chuyên may thời trang áo dài. Áo dài. Bên may áo dài. Dạ. Bên là vật liệu xây dựng rồi kinh doanh nhà đất luôn. Ha. Em là ở Ninh Bình nhưng mà còn bạn gái kia có quê quán gì, có bà con gì ở miền Bắc không em? Dạ quê có em, còn một số người ở miền Bắc ạ. Mà quê chính gốc của em ở đâu? Quê chính gốc cha là ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Dạ. Ủa, vậy là sát bên. Mẹ ở Hà Nội. Phải là gần đấy. Ninh Bình là mẹ thì mẹ thì ở Hà Nội á Linh. Ninh Bình là quê của anh đấy nha em. Anh là ở xã Bùi Chu đấy. Ủa là sao Linh? Đi Linh nhà, quê Linh nhà ở đâu? Linh là đi nhà thờ đá Phát Diệm không đấy? Vâng. Linh sao Linh ở Tiền Giang mà? Quê mẹ. Quê mẹ ở ngoài đấy. Ninh Bình hả? Bà ngoại là dân Bùi Chu. Rồi, bây giờ là mình mỗi người kẻ nam mình người Bắc đó nha. Nó hơi xa đấy. Thành ra bây giờ mình phải trao đổi kỹ để xem tình yêu thế nào nó đủ lớn, đủ thăng hoa để chúng ta có thể đến với nhau được hay không nha. Em gái, nếu như bây giờ á, với tình yêu gọi là thăng hoa đó, đủ lớn á, thì em có chịu theo chồng về Ninh Bình không? Dạ, nếu mà tình yêu đủ lớn và em tìm đúng được cái người mà bao nhiêu lâu nay em mong đợi thì em nghĩ là vị trí địa lý không quan trọng, quan trọng nhất là con người thôi ạ. Tức là em nếu mà yêu nhau thật thì sẵn sàng về Ninh Bình đúng không? Dạ. Rồi vậy được rồi. Thôi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi thôi. Dạ, điểm mạnh của em á là gọn gàng, sạch sẽ, biết quan tâm chia sẻ và luôn sống ở một cái tinh thần lạc quan, tích cực và đặc biệt là em giao tiếp với mọi người rất là thân thiệt, gần gũi và ở môi trường nào thì em cũng đều có thể hòa đồng được. Còn điểm yếu của em? Điểm yếu của em là sống thẳng thắn và hơi kỹ tính.
Và một chút nữa là em dễ bị xúc động. Thẳng thắn tốt mà. Người dễ xúc động là những người sống rất là tình cảm á. Rồi em trai, để mình đi biết thế nào nói cho nhà gái biết đi. Vâng, thưa anh với lại Quyền Linh và chị Đồng Vân và bên nhà gái toàn thể các bạn trường quay với bạn gái bên là em sống là nội tâm nhiều. Và về góc độ gia đình thì là sống cũng tự lo được cho toàn thể gia đình được. Công việc thì là ổn định mà hiện tại thì là mọi việc là cũng đang hoạt động rất tốt. Tốt. Vâng, em vào đây là cũng đi theo con gái lớn em cũng đã lỡ một vâng, cũng đã lỡ dở một cuộc kết hôn rồi. Em có gia đình rồi. Vâng. Bao nhiêu năm? Em được 17 năm. 17 năm. Vâng. Ôi, mình có mấy cháu? Em có 2 cháu. Một cháu cháu gái, cháu trai hả? Vâng. Cháu gái là nó bao nhiêu tuổi rồi? Cháu gái đang học lớp 11. 11, còn cháu trai? Học lớp 9. Và bây giờ hai cháu đang ở với em luôn. Vâng, đúng. À. Em cũng ly hôn được nhà em được một năm rồi. Vâng. Thì nay con gái em đăng ký chương trình cho em là cũng mong muốn cho bố tìm được một cái người phù hợp để về chia sẻ trong cuộc sống và có một gia đình ổn định để tiếp tới công việc để con gái đăng ký cho cha đó hả? Rồi con dễ thương quá vậy. Rồi con gái này có lên tham dự với em không? Với lại bạn trai em. À. Tên là Thắng, cũng làm doanh nghiệp, cũng làm bên mỏ. Chưa đâu con. Hai vợ chồng 17 năm đó. Rồi cũng hai đứa con lớn rồi. Vâng. Nhưng mà phải căng thẳng lắm, chia tay là căng thẳng lắm á. Rồi hiện nay thì bà xã của em có gia đình mới chưa? Em cũng không để ý. Bao lâu mình mới gặp lại bà xã? Cũng không gặp lại nữa. Ở xa không? Vâng. Cách nhau 100 cây, hơn 100 cây. Hơn 100 cây. Vâng. Vậy là bà xã ở đâu? Trên Hòa Bình. Hòa Bình. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của bên đây. Còn bên nhà gái sao? Mình nói luôn về tình duyên của mình đi cơ. Dạ, đó giờ em có 2 mối tình. Mối tình đầu thì còn nhỏ quá, cho nên là giống như hai người chưa có đủ nghị lực để vượt qua cái khoảng cách địa lý ạ. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì sau 10 năm đó, tính từ mối tình đầu thì em cũng được mai mối và quen. Nhưng mà quen một thời gian thì thấy anh ấy có nhiều điều hay che giấu em á, cho nên em thấy không phù hợp. Em cần một sự nghiêm túc và chân thành, cho nên em thấy không phù hợp, cho nên là tụi em chia tay. Chia tay bao lâu rồi cưng? Cách đây cũng 8 năm rồi. Ôi, em chào anh. Dạ. Em ơi, tức là nãy giờ em nghe câu chuyện bên đây rồi. Dạ. Có 2 người con rồi, em cảm thấy thế nào? Thì có lẽ là mỗi người có một cái duyên nợ. Thì ai cũng mong muốn cuộc sống mình hạnh phúc hết, nhưng mà ví dụ nó không trọn vẹn thì không sao, miễn là người đó luôn có ý chí cầu tiến và có nghị lực sống và hướng tới tương lai, hướng tới cái cuộc sống tốt đẹp thì em nghĩ là không vấn đề gì. Dạ. Dạ được rồi, bên đây là cầu tiến, đang hướng tới tương lai đó chứ, đang phát triển kinh doanh rất là tốt, mà con gái như thế là cũng rất là tình cảm luôn á, con gái đăng ký cho bố nữa đó. Dạ. Hay nó được về nên con xinh gái đó. Con hả? Con gái xinh đẹp dễ sợ luôn á. Ôi xinh xắn mà lớn mà con nhiêu tuổi rồi? Không, con trả lời đây đi chút xíu nữa cô. Cầm luôn đi, cầm được sao đó. Con. Dạ con tên Huyền Trang, năm nay con 17 tuổi. 17 tuổi rồi. Sao con đăng ký cho bố đi tìm vợ vậy con? Là do là ở nhà thì con với em con thì suốt ngày đi học, lại con thấy bố cũng vất vả, với lại nhiều điều nó hơi rắc rối, nên là con đến với cái chương trình này thì con muốn đăng ký cho bố để tìm được người có thể tâm đầu ý hợp và chia sẻ mọi công việc với bố để bố có thể bớt vất vả đi ạ. Trời, thấy thương quá à. Đăng ký cho bố lấy vợ nữa chứ. Mà con, em con thì bây giờ đang ở đâu? Dạ, em con đang ở ngoài Ninh Bình ạ. À, mình còn 2 bố con là bay vô đây. Dạ vâng, dạ vâng ạ. Mấy hôm nay nôn nao không con? Có, con cũng thức đêm, con không ngủ được vì bố. Nhưng mà con nghĩ hình dung trong đầu á là gọi là mẹ kế của con có giống người này không? Dạ có chút giống ạ. Con thấy cô này thế nào? Con thấy cô cũng xinh, thấy cũng rất là hiền lành và dễ thương ạ. Trắng trẻ. Không biết là con có giống bố hay không, vì cô chưa qua bên đó cô nhìn, nhưng mà cô thấy là con có cái nét giống cô Thu á. Thiệt, cái nét của con là hơi giống cô Thu nè. Sắc thì sao luôn. Xinh xắn ha. Mặt rất là xinh sắc luôn đấy. Thì là nếu mà cô về sống chung với con thì con có yêu cầu gì cô?
Dạ, nếu như mà cô về chung sống với gia đình con thì con cũng không yêu cầu gì nhiều ạ. Con chỉ cần một người luôn lo lắng và luôn chia sẻ cùng với bố và yêu thương chúng con là được ạ. Lại chúng con cũng lớn rồi, cũng tự lo cho bản thân mình được nên là cũng không mong cô là không lo gì cho chúng con là nhiều ạ. Chỉ cần lo cho bố thôi ha. Vâng. Thì còn dễ đưa có trả được. Còn kia là gì? Bên kia là bạn. Bạn hả? Em xin phép được chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em xin chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thắng, em sinh sống ở Ninh Bình. Em là bạn của anh Tứ Diện ạ. Và hôm nay được anh Tứ Diện mời đi dự cùng một ngày quan trọng này. Thì chúng em vào từ ngày hôm kia. Thì cũng một ngày, đến ngày hôm nay thì là ngày quan trọng nhất. Thì em cũng rất là cảm kích. Thì em dù là gia đình hơi xa, nên là điều kiện cũng không cho phép để đi được nhiều. Nhưng mà có hai chú cháu cùng đi với anh ấy, thì cũng là niềm động viên với anh ấy. Thì để em nhận xét thì với chỗ em thì với anh Diện thì đã sống được 10 năm nay. Thì về anh Diện thì có những ưu điểm và nhược điểm. Thì xin em được nói trước về nhược điểm thì anh ấy có một chút là người hơi thẳng tính, trực tính. Còn ưu điểm của anh ấy thì cũng nhiều lắm. Anh ấy quan tâm gia đình và một người sâu sắc, người đàn ông chính trực. Làm ăn cũng rất giỏi. Em có cảm nhận gì về bạn Thu? Em có cảm nhận là chị Thu là một người rất là duyên dáng, dễ thương, hiền lành, phúc hậu. Thì qua đây thì em cũng mong là giữa hai chị có một cái cơ hội cho nhau để về đoàn kết, đoàn tụ và hạnh phúc ạ. Rồi, sáng đây mình hỏi, hỏi luôn của bên Thu đi. Thu đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với bác em và vợ chồng của em trai em và các người bạn rất là thân thương của em ạ. Xin kính chào hai MC cùng tất cả các quý vị ở khán phòng. Tôi là bác của cháu Liệu. Bác là quê đâu vậy? Bác quê Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Thanh Hóa là ở Bìm Sơn đấy ạ. Nhưng mà vào đây chắc cũng gần 30 năm rồi. Ngoài, ngoài đó chắc còn bà con dạ. Cũng về liên tục. Cái chung về đó cũng có bà dạ. con dạ. Thì bác cũng thay mặt nhà gái có nhận xét về nhà trai. Bác thấy thì cũng nói cháu đi ha. Cháu cháu, cháu ta cứ gọi là thì thấy chững chạc, nhìn hiền lành thì bác cũng chấm rồi đấy. Chương trình tạo điều kiện cho các cháu gặp nhau là ta kính trọng rồi, còn bác cũng muốn là cuộc hẹn hò là thành công. Đến thành công và đấy, cho nhau cơ hội tìm hiểu đây đạt được hạnh phúc lâu dài. Ngày đêm là cưới ha. Rồi cảm ơn bác. Bác hiền quá, dễ thương. Coi, sẵn mình hỏi, mình hỏi Thu đi. Okay. Mình hỏi Thu đi. Chị hỏi thiệt em nè, em nhìn bé gái con của cái người bạn trai bên kia đó, cái cảm nhận của em như thế nào? Bé rất là xinh xắn. Và nhìn vào đôi mắt bé thì em nghĩ là bé là một người tình cảm. Dạ. Tình cảm và ngoan nữa đúng không? Dạ, đúng. Chị cảm nhận bé này rất là ngoan á. Có đôi khi mình chỉ nhìn con một gia đình nào đó mình biết gia đình họ thế nào. Đúng rồi. Mà còn em á thì em có mong muốn cái người chồng của mình á phải đẹp trai không? Dạ không ạ. Người đàn ông mà em thích là một người điềm tĩnh, tự tin, sống có trách nhiệm, yêu gia đình và biết quan tâm chia sẻ là được ạ. Rồi. Ok. Em không thích điều gì đàn ông? Đừng có cộc cằn thô thiển, gia trưởng. Cọc cằn thô thiển, gia trưởng, ai cũng sợ luôn á, thật sự lắm luôn á. Mà đừng có ghiền bất cứ một cái gì cũng biết là được, đừng ghiền. Không ghiền vợ được, em phải ghiền vợ chứ. Ừ. Chưa chắc, nhiều khi ghiền quá cũng không được đâu. Ủa cái đó người ta mong mà. Ghiền quá chuyện của người ta, chuyện đó ai cũng, bà vợ nào cũng mong muốn là chồng ghiền mình hết trơn. Về hỏi Thảo có phải không? Lúc ghiền lúc không chứ sao phải ghiền. Mắc cười quá. Hai em trai, em mong muốn một người phụ nữ sẽ cùng em đi hết cuộc đời còn lại như thế nào? Vâng, thưa anh là em cũng thật sự lên đây là cũng là tâm nguyện thứ nhất là của gia đình mà cũng của như cá nhân bản thân em. Thì cũng mong muốn cho có chương trình thì mình cũng là chương trình là mình tìm được đúng người của mình, đúng người mà phù hợp trong cuộc sống mà thật sự là có cái tấm lòng chân thành đối với gia đình. Mà cá nhân em thì cũng muốn người để tìm được người để sống đến với nhau, được sống đến được đến đầu bạc và đến còn cuối đời còn lại của mình để dành cho nhau. Và cũng mong muốn là hiểu được hoàn cảnh của em và chia sẻ cùng em trong cái cuộc sống thôi. Còn về công việc thì là
em khẳng định là em tự em sắp xếp lo được. Em chỉ muốn người phụ nữ kể cận với em mà đi bên em, luôn đứng bên cạnh em ở mọi lúc mọi nơi thôi, và chia sẻ trong cuộc sống, thế là ok rồi. Tình yêu á, trong đời sống vợ chồng á, mình muốn như thế thì mình phải như thế nào với người ta, nó giống như tấm gương soi vậy đó. Chứ nếu mình muốn nhưng mà mình không có gọi là chăm sóc quan tâm người ta thì mình muốn như không à. Có qua có lại đó ha mối. Bổ trợ cho đúng nhau không, á. Mối. Có qua có lại mới tại lòng nhau á mối. Ừ. Bây giờ em nghe người thân nói rồi, hai bên nói chuyện rồi, anh với Hồng Vân nói chuyện thì em cảm nhận người phụ nữ này có bao nhiêu phần trăm mà em mong muốn? Em xin phép được nhận định khả năng cũng đạt tới 80% rồi đấy. 80% rồi. Chị là thấy đến 90% chứ không phải 80 đâu. Rất là hiền nha. Xinh xắn mà chưa có gia đình luôn á. Gia đình luôn đó. Nhưng mà em có chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình không? Dạ thì em nghĩ là con người giữa hai người có tình cảm yêu thương nhau, gắn kết và vun đắp hạnh phúc là được. Còn đương nhiên là ở tuổi em thì để mong đợi một người độc thân như em thì chắc là rất hiếm. Đúng rồi. Và tuổi xuân của em thì cũng nói chung là tuổi trẻ nó cũng đã qua rồi. Không, em còn trẻ lắm á. Thấy nghe nó 42 không tin xinh đâu. Xinh xắn. Ừ, xinh dễ thương mà. Yên tâm. Thôi, mới mở rào. Mở rào đi hai người tự cảm nhận nha, mở rào. Còn cái chuyện được hay không, cảm nhận thế nào là do hai bạn nhé. Bây giờ chúng ta cảm nhận xung quanh không có ai đi. Đây là khoảng không gian của hai bạn đó. Bắt đầu. Chào luôn. Chào luôn. Chào anh. Tiến tới đi. Chắc đứng hình luôn rồi, đứng hình luôn rồi. Chị nhìn rất thì em đến chương trình thôi thì trước hết có món quà. Thì cũng mong bạn tặng nhân ngày gặp mặt đầu tiên. Dạ, em cảm ơn anh. Thực ra thì trước khi lên chương trình đó thì em cũng có mơ ước là người đàn ông ấy sẽ tặng em một bó hoa màu tươi. Thì đúng là như ý nguyện. Nhưng mà chắc số bông thì nó chưa được như vậy thôi. Nhưng mà màu hoa hồng thì đúng như ý em mong muốn. Rất là cảm ơn anh. Thực sự là mình cũng đi hết quận nhất để mình tìm. Dạ. Mình chọn được mỗi hồng này là hồng ta thôi. Hồng nhật thì mình không thích, hồng nhập mình không thích. Dạ. Thì mình cũng lấy 19 bông cho đủ ý nghĩa. Dạ. Thế thôi thì là bản thân mình thì mình cũng đặt tâm nguyện vào bông hồng này. Dạ. Nhất thứ hai là mình cũng có món quà thứ hai. Thì cũng mong bạn nhận cho là cái buổi gặp mặt đầu tiên. Dạ. Còn về sau này thì thôi thì cuộc sống của mình thì mình cũng đã nói phần trước rồi. Thì hôm nay lên đây gặp Thu ở đây thì cũng thứ nhất là nhờ chương trình, thứ hai là cũng là hữu duyên. Thôi thì cho phép mình được tặng bạn một món quà thứ hai nữa, cũng mong bạn nhận cho mình. Rồi mình sẽ cũng mong muốn rằng cho nhau, chúng mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu sâu hơn, bấm nút rồi tìm hiểu sâu hơn. Dạ. Tất nhiên mọi việc nó còn ở tiếp về phía sau nữa. Dạ. Nên là cũng mong bạn nhận anh cho em mình. Đi sao lại bạn vào đấy? Có quà sao này lại chứ sao lại lại khó xử. Anh em đi em ơi. Cho em mượn cái món quà. Đây từ. Có quà thứ hai nữa kìa. Xong đi. Ô. Thu ơi, ơi bạn, người yêu dấu. Trời ơi. Ôi. Trời chân vậy là anh quá chân thành luôn á, thực sự như vậy là bạn bạn quá chân thành nè. Không biết là mở số nào nữa. Đầy đủ luôn á. Trời ơi nhẫn nữa. Ôi trời ơi, coi như hôm nay là cái buổi lễ chị ơi mở số nào nha, chị mở số nào. Trời ơi chết rồi. Con ơi, con giúp bố này nhanh đi, phấn khởi. Nhanh, giúp bố. Thế này nó mới có ý nghĩa được. Đúng rồi, con gái. Đây con, lên giúp bố. Đây. Đấy, ừ, con đây. Giúp bố đi con. Rồi, cảm ơn. Trời ơi. Hay là cậu là sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Tuổi âm đấy, tuổi âm sinh năm 79 đúng không? Dạ. Ừ. Đây nè, nãy cô đưa nó cái đó. Ừ. Con gái mà phụ bố mà đeo dây chuyền cho mẹ kế thì... Hiện tại là công việc của mình đang làm. Mà coi như là chương trình đã ghi nhận lại nhé, cả nước đều thấy rồi nhé con nhé. Đấy. Có bà mối ông Mai nữa nè. Nhìn cái hình ảnh này xúc động lắm nha, trong mỗi gia đình chúng ta đó. Còn thấy hình ảnh này xúc động lắm á. Tôi mà là con gái là tôi rụng tim nãy giờ đó. Rụng nụ. Bé nó cũng rung giống bố nó luôn. Đó. Rồi cảm ơn con gái. Cảm ơn gái nha. Cảm ơn con gái. Rồi bố có đeo gì bố đeo cái này gì để bố ơi. Cái này để bố. Cái này để bố này. Ừ đó con rồi. Đó rồi cảm ơn con. Cái chuyện này của bố. Đưa chị cầm hoa hộ. Ôi giời ơi. À thôi cứ cầm hoa đi. Món quà nói chung là mình cũng suy nghĩ là vấn đề thôi lớn lần chuyện ơi rất sâu xa rồi. Thôi gặp bạn ấy là hữu duyên thì cũng mong bạn cho mình đeo vào để chúng mình còn gặp nhau còn
tìm hiểu nhau tiếp theo nữa. Dạ. Thì mong bạn nhận cho. Thường anh, đeo cái đó mình phải quỳ. Anh với em đi lại cứ lại bạn với mình là thế nào hả Giới? Dạ. Ôi hột to quá Linh ạ, à, chết dở. Tôi ganh tị với cô Thu quá. Điều cô Thu ạ. À. Em có được món quà tặng anh. Rồi cô Thu tặng quà đi. Bây giờ đây. Cảm xúc bây giờ anh muốn cảm xúc của Thu thế nào Thu nói với. Dạ. Cảm xúc bây giờ trước đi rồi tặng quà sau. À, cái cảm xúc khi được nhận quà, đúng là đây là lần đầu tiên em được nhận một món quà giá trị như vậy. Và em rất là biết ơn chương trình và biết ơn trái đất này đã đưa anh đến đây để chương trình kết nối cho em. Một người mà bấy lâu nay em tìm kiếm. Xin cảm ơn. Trời. Và cái món quà này là một cái áo sơ mi là do chính tay em làm. Và trong này có một tấm thiệp em có ghi vài câu thơ ạ. Mở ra. Một nửa bài câu thơ, một nửa bài thơ này là của một cái tác giả mà em quên tên rồi. Còn nửa còn lại là kết của cái bài thơ này do chính em tự viết ra trong đêm hôm qua. Đọc luôn. Đọc đi, em mở ra đi coi cái áo coi sao nè. Anh có thể đọc đi ạ. Đó. Xin đọc ra. Gửi anh, tôi đi tìm một nửa của đời tôi, nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy. Nửa của tôi ơi, anh là ai vậy? Sao cứ để em tìm, tìm mãi tên anh. Trời thì buồn, thành phố về đêm, sân cỏ vườn cây, từng đôi díu dít họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết nửa của mình hay nửa của ai. Rồi để em đọc câu tiếp ạ. Nếu chẳng phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau, thì Thượng Đế ơi đừng bắt con lầm tưởng. Bởi con biết khổ đau hay sung sướng là đúng sai khi nhận nửa của mình. Em đến đây mang hết tâm tình, nhờ mai mối nối tình anh đâu đó, để từ nay ta không tìm nhau nữa, về bên nhau cho hạnh phúc đong đầy. À, cảm ơn em. Rồi à, cái áo đúng gu của bạn này luôn. Cứ em mở ra đi Thu. Dạ, áo sơ mi trắng. Đó, em có đúng sai không nè? Chắc là đúng rồi. Ba mấy? Ghê chưa? Ba mấy? Em chỉ cần đo cái vai là em biết mà, vai đằng sau lưng là biết liền. Em cũng mày ăn chừng luôn. Thôi. Rồi đây. Em cũng không biết là anh mập hay ốm. Thôi anh cảm ơn rồi. Chỗ nào nó sức mẻ anh sẽ phá lại. Anh sẽ may cho một cái áo mới trong tình yêu. Thôi, tuyệt vời. Xong thủ tục đầu tiên, bây giờ mình ngồi xuống đây mình nói chuyện. Đây, em ngồi đối diện ảnh. Rồi, ngồi xuống cưng. Đấy, mình cảm nhận về nhau đi các bạn ơi. Trăm năm trước ta không hề gặp đó. Anh có thể cho em hỏi anh một câu được không ạ? Theo anh, trong hôn nhân, điều mà cả hai cần dành cho nhau là gì ạ? Cái thứ nhất dành cho nhau là phải có từ chung thủy và phải biết nhẫn nhịn lẫn nhau. Thế thôi. Còn là trong cuộc sống thì hạnh phúc trong gia đình thì mình chỉ cần bốn chữ là ấm no hạnh phúc, thế là đủ lắm rồi. Có nghĩa là nhẫn nhịn nhau. Vậy ví dụ một vài những cái điểm nho nhỏ, điểm yếu nho nhỏ của mình thì mình có thể vì một cái hạnh phúc chung để mình khắc phục chính bản thân mình không ạ? Những cái lý do nhỏ nhỏ thì mình cũng thường hay không ai để ý tới. Anh có ghiền gì không ạ? Ví dụ như thuốc lá hay là rượu, bia? Thuốc là mình không hút rồi. Dạ. Còn rượu thì mỗi lần đi giao tiếp với lại khách hàng đấy thì mình cũng có uống 1-2 ly thôi. Dạ. Đấy, bia thì chắc uống được độ 1 cốc, thấy không? Anh có chè muốn hỏi em gì không? Chè không uống, uống nước lọc cơ. Dạ. Anh có điều gì muốn hỏi em không? Mình... Cậu sinh năm 79 nhỉ? Dạ. Sao lại cậu với tớ rồi? Ơ hay anh với em đi, ồ... Đưa nhẫn cho người ta rồi lại cứ cậu với tớ là thế nào? Vậy là em đang làm xưởng may mặc ở tại nhà. Dạ không, em không có làm xưởng, em làm may thời trang thôi ạ. Làm may thời trang ở dạ, tại em nhà cũng luôn. May theo kiểu công nghiệp, mà ví dụ như là em là làm cho từng khách. Dạ. Khách đặt hàng mình làm tại nhà mình luôn. Dạ. Nhà mình có người phụ cho mình không? Dạ có. Cái chỗ khu mình ở đây có trung tâm, có thành phố, có thì nó ở thành phố phát triển tốt ở quận 12. Dạ. Đúng ra giờ tôi phải hỏi Ninh Bình có chỗ nào may mở cửa hàng được không? Anh, ví dụ như là anh ở xa như vậy đó, thì nếu mà chúng ta có cái duyên về một nhà, thì bao lâu anh có thể cho em về thăm ba mẹ một lần? Thực tế cái đấy thì với anh thì cái công việc của mình là công việc tự do rồi, chứ không có phụ thuộc trong cái công việc giờ hành chính của nhà nước. Dạ. Nên là mình sắp xếp công việc của gia đình mình ổn định là mình có thể thăm bất cứ lúc nào thôi. Dạ. Nhưng mà chồng mà bao giờ cho vợ về thăm gia đình lần nó xưa lắm rồi. Bây giờ thời hiện đại rồi, đi máy bay rất là nhanh, hay là cái phương tiện đi lại nhanh lắm, lên tàu hỏa là đêm tới sáng tới rồi. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà đi về thăm gia đình nó không khó đâu.
Không phải như ngày xưa mà chỉ có mỗi phải cái một là năm 20 năm mới cho về thăm gia đình. Anh muốn hỏi em rằng là bây giờ thì chúng mình gặp nhau ở đây là hữu duyên, nhưng mà giữa khoảng cách thì mình là ở ngoài Bắc và em lại ở trong Nam trong này, thì cũng đang hơi phân vân về cái vấn đề rằng là em về ngoài đấy sống thì liệu em có thế nào, mà anh mà vào trong này thì khả năng anh không vào được rồi. Anh vào sống trong này chắc anh không vào được, bởi vì sự nghiệp với lại công việc của anh bây giờ đang ấn định ngoài đấy cả rồi, anh không thể chuyển vào trong này được. Thực ra thì cuộc sống mà phía trước còn nhiều điều mới, nhiều điều thay đổi lắm, nên mình cũng chưa, cũng không biết chắc là như thế nào. Nhưng mà em nghĩ thì ở đâu, miễn là nơi đó công việc mình phát triển tốt, miễn là nơi đó có một bờ vai yêu thương chia sẻ cùng mình là được. Chỉ là anh đừng để em mà khi mà ra làm dâu nơi xa xôi mà anh còn giống như anh để em bơ vơ trong một căn nhà như vậy, thì điều đó mới là làm em lo lắng thôi. Đúng rồi. Anh theo thế này hay quá, cô Thu này cũng hay quá trời hay rồi, thực sự luôn á. Nói là gì, quan trọng là do diện thôi. Cô ấy đã nói mức như thế rồi, tất cả cánh cửa tình yêu đã mở hết rồi, quan trọng là sự chăm sóc hẹn hò thế nào thôi. Trong thời gian hẹn hò, nếu em để cho người này yên tâm vì sự chăm sóc quan tâm của em, thì anh nghĩ rằng cái đường về Ninh Bình nó không phải là xa lắm đâu. Đấy, cái quan trọng lúc là hẹn hò nè, lúc chúng ta bắt đầu bấm nút xong, chúng ta đồng ý bấm nút với nhau, rồi chúng ta chăm sóc hẹn hò với nhau. Em có thể vào thăm cô ấy, hay là hẹn hò cô ấy thông qua mạng xã hội ABCD, hay là có thể cô ấy ra ngoài thăm em hay không là do em hết á. Anh nghĩ là do em hết, đúng không? Vâng. Đấy. Với lại cô nghĩ là con gái chắc con phải là một trợ thủ đắc lực cho bố, tại vì cô thấy bố rất là hiền. Đúng rồi. Bố là chắc là cuộc đời của bố từ trước khi gặp cô Thu á, là chắc là bố chỉ lo cho tụi con với lo cho công việc kiếm tiền, đúng không? Chứ bố chưa có nghĩ đến bản thân bố nhiều. Thành ra là sau đây là khi con đưa bố lên chương trình này rồi, đã là bước khởi điểm rồi. Con phải tiếp tục đồng hành với bố trong cái gọi là cái chiến lược chinh phục cô Thu, cả về địa lý lẫn thời gian không gian, con hiểu không? Ví dụ như là đó. Con chị đi học về lâu lâu nói bố gọi cô Thu chưa? Bố ơi mở FaceTime lên nói chuyện đó, cô Thu đi. Mạng bố có rành bố không? Ơi. Có rành không? Không là phải mở hết cho bố FaceTime rồi kết Facebook với cô Thu đi. Bố ơi nhắn tin cô Thu đi. Làm điều đó được hay con nha. Nhưng mà thật sự nếu mà diện thấy rằng đây chính là một nửa manh ghép của mình, thì cũng nên chủ động làm điều đó, làm vô điều kiện luôn. Sự quan tâm của em sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ đó. Bây giờ thôi mình cũng lớn rồi, mình đủ cảm nhận được để xem chúng ta có đồng ý và là hẹn hò với nhau hay không. Tất cả nhắm mắt lại, đến với nhau, nắm tay nhau. Cho Vân nói chuyện với Thu chút xíu. Thực ra nãy giờ chị ngồi chị nghĩ là cái cảm nhận của chị nó cũng giống giống như em bây giờ. Có nghĩa là như vậy nè. Bạn này á, Diện á, Tứ Diện á, bạn này là một người mà cái bạn ấy không dễ bộc lộ cái cảm xúc của bạn cho em thấy. Nhưng mà cái việc mà bạn ấy trao món quà thứ hai cho em là chị biết là bạn đó trúng xét rồi, trúng sấm trúng xét rồi. Đó, em hiểu với chị không? Cho nên là cái việc mà bạn ấy biểu cảm trên gương mặt của bạn là bạn ấy không có rành cái việc đó, nhưng mà trong trái tim của bạn chị biết chắc chắn là bây giờ đang đập cặp bịch rồi, đập mà vừa rối ren, tại vì không có nghĩ ngay bây giờ mà nghĩ tới cái tương lai luôn rồi đó. Có nghĩa là bây giờ sao, tính sao để Thu nó về Ninh Bình rồi như nào, trong đầu bây giờ là đang suy nghĩ cái điều đó luôn á, chứ không phải là cái việc mà ở đây đâu. Cho nên là em, chị nghĩ là em cứ yên tâm trong cái lần gặp gỡ đầu tiên này. Theo chị bây thấy giờ là như vậy. Bước tới đi, nắm tay Thu nào, để chúng ta có cảm xúc tí xíu. Nắm hai tay luôn, nắm hai tay, tay bên kia luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng vào nhau, nắm hai tay luôn. Diện ấy không nghe được cơ mà không? Bây giờ đang suy nghĩ về Ninh Bình. Anh có cái tính suy nghĩ làm sao mà rước hàng về Ninh Bình, nó đang suy nghĩ rồi. Rối rồi. Tôi phải đứng đây làm việc luôn. Nhìn mình thẳng gặp nhau ở đây thì là cũng là cái duyên, mà cũng là cái hữu duyên. Mình gặp được em ở đây thì anh cũng mong muốn rằng là thôi mình cứ cho nhau cơ hội. Diện thấy trái tim mình có rung động gì chưa? Tiến tới tìm hiểu sâu xa hơn. Thì là cái trước mắt là nhà em ở trong này. Thì là anh mong muốn là sau chương trình thì cũng cho phép anh được ghé qua nhà em để thăm gia đình em, cũng như thăm sức khỏe của gia đình, đại gia đình nhà mình. Mong em đồng ý rồi. Cho em hỏi anh một câu, anh có cảm nhận về em như thế nào trong mấy phút gặp gỡ và trao đổi? Em nói em đừng có ngượng miệng nha. Em phải nói đàn bà yêu bằng lỗ tai nha.
Nói thật, nói ra nè, em thích hay không thích, em thấy tim em loạn nhịp như thế nào, em phải nói cho cổ hiểu. Về phút nào là anh cũng sống mình cũng lâu rồi, thì nay gặp được em thì anh nghĩ rằng thì thôi mình gặp nhau duyên đây, nó là hữu duyên rồi, thì gặp được nhau ở đây thì anh cảm nhận em là cũng được, nên là anh được là được như thế nào có thấy sao anh phải nói rõ ra. Anh cảm nhận về cái giây phút ban đầu khi anh gặp em, trao đổi mấy phút trên sân khấu như vậy, anh cảm nhận như thế nào? Thực sự anh cứ trong sân khấu thì thời gian nó cũng hơi ngắn, cho mình thời gian hơi ngắn, thì là anh mới gặp em thì anh cũng cảm thấy mến em, cho nên là anh cũng mong muốn rằng là chúng mình cho nhau cơ hội để bấm nút rồi tìm hiểu thêm. Em có thể tặng anh một bài hát được không ạ? Được. Đó, anh nắm tay, cứ nắm tay. Nắm tay thế mà hát. Em cứ hát cho thoải mái đi. Thuyền xa sông, thuyền tim xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông ồn ào. Em hồi hộp quá. Để em bắt đầu lại nha. Hay hát hay nha Thu nha. Thuyền xa sông, thuyền tim xa biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sông khơi xa. Thuyền có hay sông lăng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày anh đi bỏ mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã? Có phải anh đã quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Anh biết chăng ngoài khơi xa bao táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Anh biết chăng ngoài khơi xa bao táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh. Về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình em. Hay quá, hay quá. Chị mà như em là nãy giờ chị ôm chầm nữa rồi, nó chịu hết nổi luôn rồi. Cho nhau cơ hội. Đấy là thứ nhất là mình xin phép là sau chương trình quay là mình gặp nhau, mình cho phép được anh cùng với lại bạn và con gái được về gia đình mình, thăm sức khỏe gia đình. Dạ, để cái này để em hỏi ý kiến ba em một chút ạ. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đủ để có thể cảm nhận về nhau và đủ để quyết định cuối cùng trong ngày hôm nay. Hai bạn để tay vào nút bấm. Cái nút bấm đâu chị Hồng? Nếu cảm nhận thích và rung động, chúng ta bấm nút nha. Bây giờ chú Vũ Linh muốn nghe con cái nói một câu nào đó. Bây giờ con chứng kiến cuộc nói chuyện này, con có thể nói ba con điều, bố con điều gì đi con gái. Nói một câu thôi con. Con nói với cô, nói với bố đi. Con lấy micro con nói đi con. Con thấy như thế nào? Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì con muốn, thông qua chương trình này thì con muốn cô và bố con là mong muốn là cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa và tìm hiểu nhau hơn ạ. Nếu như mà có thể đến với nhau thật thì con vui không? Con rất, thực sự rất là vui ạ. Vì mình có thể có được người mẹ, có thể chăm sóc rồi yêu thương chúng con cũng như là lo cho bố con ạ. Nếu con ngồi vị trí của bố, con có bấm nút không? Nếu là con thì con có ạ. Có. Vâng. Nếu con là cô, con có bấm nút bố con không? Nếu con mà là cô ấy. Nếu con là cô thì con khuyên cô đi, con nên bấm nút cho bố. Con thưa cô là cô Thu. Là bé nó không quyết định được với cô Thu đâu. Không. Nhưng với bố là tức bố là bấm nút được rồi. Không, như ý là như này nè, con cảm nhận bố con á sẽ có là người mang lại hạnh phúc cho cô Thu hay không? Tại vì con hiểu bố con hơn ai hết mà, đúng không? Vâng ạ. Đứng về phương diện bố thì con có cảm nhận được nếu như cô bấm nút thì bố con cũng sẽ dành tình cảm chân thực nhất, chân thật nhất dành cho cô ạ. Đó. Rồi, cảm ơn con gái. Nhiệm vụ của chúng ta là suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Bây giờ chúng tôi đã kéo dài thời gian để hai người có thể cảm nhận nhiều hơn rồi đó. Nào.
1 2 3 3 Hết thời gian. Hay quá, hay quá, hay quá. Xúc động. Ôi dồi ôi, anh Tứ anh cười sung sướng.